Để 7 giờ mình nhảy vô đây trả nợ quỷ thần. Trả nợ quỷ thần á. Ok. Rồi mới đổi giờ hôm qua thì mình 7 giờ mình dậy để 8 giờ mình vô đây. Ok. Quỷ thần ai biết đâu, nói chung chung vậy đó, ai có tịch thì rục rịch, ai có tịch thì rục rịch cho thoải mái, thoải mái. Yeah, là from now on mình được ngủ thêm một tiếng nữa, thay vì 7 giờ mình nhảy vô đây 8 giờ mình mới nhảy vô đây, khá như vậy. Relax. Mai mình học gì nè ta? Hả? Nó biết không, Tiểu My là người mà dễ ngủ nhất thế giới đó. Nằm xuống là nói thiệt ở nhà, nói không có nói láo á, nằm xuống hả, đếm 1 2 3 là ngủ mất tiêu. Đếm 1 2 3 là ngủ mất tiêu, nói thiệt á, chứ nói thiệt á. Yeah, má biết không, Tiểu My coi phim không thèm coi phim tàu nữa, coi phim đại hàng biết không, coi phim đại hàng. Bây giờ mở mở tivi lên, sao mở cái phim đó lên, khi mở phim đó lên sao nó quảng cáo tài tử phải không, thường thường nó ưa quảng cáo trước phải không, nó giới thiệu tài tử phải không, giới thiệu tài tử xong rồi cái sao nó vô phim, bắt đầu vô phim phải không, mới bắt đầu vô phim ngủ mất tiêu à. Chưa kịp coi what going on nữa, chưa kịp coi nó làm gì nữa ngủ mất tiêu. Sao qua ngày sau biết không, qua ngày sau cũng mở tivi lên, cũng kiếm cái phim đó, mình coi phim online mà, kiếm cái phim đó cái sao nó cũng quảng cáo tài tử phải không, right, nó quảng cáo xong rồi sao nó bắt đầu vô phim cái sao ngủ tiếp. Ngủ tiếp không. Cái sao qua ngày thứ ba giận thì thôi đi, ok, qua ngày thứ ba giận thì thôi đi, nó không biết chuyện gì xảy ra nữa, cũng mở tivi lên. Mở cái phim lên, ok, quảng cáo tài tử, vô phim xong ngủ tiếp. Nhiều khi biết không, nhiều khi cái cuốn đầu đó cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, cứ mở lên là ngủ, mở lên là ngủ. Nó thiệt mà, nó thiệt mà. Các anh chị biết tại sao không? Tại vì tụi mình vừa làm việc bằng trí óc rồi vừa làm việc bằng tay chân nữa. Ok, mình đi ra ngoài mình làm việc bằng trí óc, còn mình ở nhà mình làm việc bằng tay chân. Vừa đi làm rồi vừa về nhà còn phải rửa chén, nấu cơm, clean up nhà cửa, cái gì vậy? Mệt thì thôi á. Yeah, mở tivi để ngủ không? Để ngủ. Để ngủ. Hay nói các anh chị thấy không? Yeah, vừa vừa làm việc chiếc đi dạy cả ngày luôn á. Dạy dạy đủ thứ chưa á, dạy ESL nè, dạy nhạc nè, giải thi quốc tịch nè, rồi giải tiếng Việt nữa. Trời ơi, mình nói tiếng Việt không rành chứ mình cũng mày đặt dạy nữa. Cũng chen lấn đi, cái internet chết tiệt ha, dạy giật giật hoài chán. Ok các anh chị, để mà hồi vô trong help room thử coi nó có. Các anh chị mà xài Paltalk mà mới là 5 4 năm gì đó, ấy ông nổ. Bây giờ nó trở lại là tại cái Paltalk mới nó bị trục trặc, nó có cái bớt gì đó. Bây giờ nó trở lại là Paltalk số mấy ta?
Ô, tại sao là 545 ta? Và 545 á, 545 á, trở lại 545. Hoặc là các anh chị đánh cái www .paltalk.com thì nó sẽ download về cho các anh chị cái Paltalk nào mà the latest version, Paltalk version đó, nó sẽ download về cái đó là các anh chị xài. Ok, bảo trì cập quân. Cái nét ở bên Việt Nam dở thì thôi, biết làm sao tỉ mày biết dở không? Nước ngoài đó cái connection, cái AVG đó thì nó chỉ có khoảng 25 trở xuống thôi, còn bên Việt Nam dầu cho có tốt cách mấy đi nữa nó cũng trên 200 mấy luôn á, 200 mấy là yếu rồi, yếu rồi. Thế dạ, yếu rồi phải không nè? Có đâu, có đâu, không tin check đi, check cái đường truyền của mình coi bao nhiêu. Cái anh chị biết cách check không hả? Biết không, biết cách check không? How to talk on the mic, các anh chị biết cách check đường truyền không? Dạ, check đi thử coi cái đường truyền của mình bao nhiêu. Ai không biết thì mình chỉ lần nữa nè. Ở ngoài cái window chính á, cái chỗ mà mình có cái buddy list của mình á, chỗ mà mình có tên bạn bè của mình á, nó gọi là buddy list window đó, nhấn chữ file. Ok, chỉ mình chỉ cho các anh chị lần cuối nè, nhấn chữ file rồi thì nhấn chữ chữ gì, set up references. Ok, set up references. Cái gì vậy? Rồi chưa? Ok, xong rồi đó, rồi nhấn chữ chữ gì ta? Chữ gì quên rồi. Audio setup, right? Thấy không? No, not audio setup. Connection test. Yeah, connection test. Ok. Connection test. Okay, I just show you how to check your connection to see if it's good or not. Test, okay. Oh, cái này là một cái chương trình của Paltalk nó gài vô cho mình, cho customer. Đó, mỗi lần mà các anh chị vô Paltalk chơi đó, các anh chị có thể check coi cái đường truyền của mình nó có mạnh hay không. Ok, nó có mạnh hay không. Ok, right, I already told you rồi chưa, các anh chị làm tới đây chưa? I just show you how to check your connection when you got into the path talk to see if your connection is good or not. Rồi chưa? Sau khi mà nhấn chữ connection test rồi đó thì nó có số 1, số 2. Okay, number 1 is enter the URL in the host box. Cái số 2 đó thì nó có cái khung trống phải không? Các anh chị sẽ đánh vô cái chữ Vietnamese. Dot Yahoo com. Oh, chị mi không có ấy cái link ra được. Đại khái cho mất một chữ đi. Ok, cho mất chữ đi. Không được. Ok, các anh chị đánh kêu cái chữ mà ngay chỗ cái khung trống á. Ok. Đánh cái chữ www.yahoo.com. Ok. Hoặc là đánh cái chữ www.
google.com cũng được. You can bring www.yahoo or www.google.com. Okay? Rồi. Khi mà các anh chị đánh cái chữ đó xong rồi đó. Rồi kế bên nó có cái chữ star test. Okay? Nhấn vào cái chữ star test. Được chưa? What do you want to say? Huh? I did your in. Rồi chưa? Sau khi mà các anh chị đánh cái chữ đó rồi đó, thì các anh chị đánh chỗ star test, okay? Rồi ngồi chờ một chút, nó sẽ ra kết quả. Okay, nó sẽ ra kết quả. Ngay cái chỗ result huh? Các anh chị sẽ thấy cái hàng chữ đầu tiên là cái số và cái AVG. Okay. Nhìn coi cái chỗ AVG nó số mấy. Thường thường cái connection, cái đường truyền của nước ngoài đó, thường thường nó từ 25 trở xuống. Ok, từ 25 trở xuống là good. See? Nghĩa là cái AVG is antivirus. No. This is the result after you after you check the your connection. Okay, ngay cái chỗ AVG đó các anh chị coi mình có số mấy. My name Tom. Nếu mà số 5 là cái đường truyền rất là mạnh. Okay, rất là mạnh là tốt, ít khi nào bị té. Còn thường thường bên Việt Nam kiểu mình bảo đảm thường thường nó trên 100, thường thường trên 200 luôn á. Thấy không? Thấy không? What the number you got? Số mấy các anh chị có? Oh, cái Google đó thường thường nó thấp hơn cái Yahoo. Okay? Cái Google thường thường nó thấp hơn. Của chữ My là 27 lận á. Để chữ My đánh cái. Thế chị muốn đánh Yahoo cũng được hay là đánh Google cũng được. Nghĩa là cái số nó càng lớn thì cái đường truyền nó càng yếu. Cái số nó càng nhỏ thì cái đường truyền nó càng mạnh. Thấy không? Cái Google nó thấp. Cái Yahoo của Tiểu My 27 mà cái Google của Tiểu My có 20 thôi. Dạ. Yeah. Cái Yahoo nó cao hơn cái Google. Thì dưới cả không luôn. Thấy không? Cái Yahoo thường thường nó cao, còn cái Google nó rất là thấp. Nhưng mà anyway, cái Yahoo đó actually nó phải là dưới 450, còn cái Google thì nó dưới 25. Nãy cái mình nói lộn. Cái Google nó cao hơn, I mean nó thấp hơn. Của Tiểu My Yahoo là 27 mà Google chỉ có 20. Đại khái nó vòng vòng 25 trên dưới 30 là cái đường truyền nó good. Còn mà cái số càng lớn thì cái đường truyền nó càng yếu, đại khái như vậy. Ok rồi. Trên lượt cả trăm hả? Đó là tại vì cái connection đó, nó chập chờn á. Hồi nãy My Name Term chỉ có 5 mà bây giờ I don't know. Request time out hả? Đó là cái cách mà các anh chị check cái đường truyền của mình mỗi khi mà mình vô PowerTalk. Okay. Ngoài ra nó cũng có những cái link khác để các anh chị check cái connection. Mỗi lần các anh chị vô net cũng có. Giống như là speed gì đó, nãy đó, .com cũng được. Nhưng mà đây là cái chương trình của PowerTalk. Nó gài vô cho mình mỗi lần mình vô PowerTalk mình check. Ok. Rồi. Là tùy các anh chị hả? Ok, có nhiều cách để check. Tùy các anh chị. Let me try this one. Let me try.
try this one then. Okay. Thôi mắc công quá. Ok rồi, bây giờ bắt đầu học nha. Let's start. We're late for minutes. Hôm nay mình học gì nè? Verb. Right? The last part of the verb. It is what? Mở cái. Ok anh chị. Phần cuối cùng của bài động từ. Bài động từ này mình học mấy tháng rồi ta? Từ tháng 10 lần hả? 5 tháng luôn. Wow. Hương buổi keep track hả? Ok, mood. Let me see. Ok, this is the long definition. Mood là cái gì? Mood is the form of the verb that shows a speaker tone or attitude. Mỗi lần mà bắt đầu đó là có chuyện PM hỏi tùm lum hết trơn. With which the statement is made. And không được. À, cái grammar này nè, grammar lesson nè, ok, các anh chị có thể a copy and paste, ok, and save it for your own. And as opposed to the hundreds of emotions we can feel, and there are just three moods, indicate, imperative, and subjunctive, in order to communicate effectively and fully in the English language. Đại khái cái này nó dài quá đi. Mood có nghĩa là nói lên cái tâm trạng, cái tâm trạng, cái trạng thái của mình khi mà mình nói đó, hay là những cái cảm xúc khi mà mình nói ra đó. Okay. Có rất là nhiều cảm xúc, hàng ngàn, hàng trăm cảm xúc, giống như là giận, hờn, ghen, ghét, rồi gì tùm lum hết trơn á. Chảnh rồi thôi. Có nghĩa là mỗi khi mà mình nói ra đó, một là mình nói với cái cách mà indicate. Cái indicate có nghĩa là mình mention một cái vấn đề ra một cách bình thường, không có giận dữ, không có ra lệnh, không có gì hết trơn. Mình chỉ mention lên một cách bình thường, hay là mình thắc mắc cái gì mình hỏi thôi, một cách bình thường thôi. You know, I go to school. Do you go to school? Là khái như vậy. Đó là cái tâm trạng bình thường mình nói ra một cái vấn đề gì đó, hay là mình thắc mắc một cái vấn đề gì đó mình muốn biết. Thì đó là cái tâm trạng thứ nhất, cái mood thứ nhất, cái mình không biết. Không biết nói cho chính xác, nhưng mà hy vọng các anh chị hiểu, phải không? Phải không? Ok, cái tâm trạng thứ hai là imperative. Imperative có nghĩa là khi mình nói ra, mình ra lệnh cho người ta. Ok, mình ra lệnh cho người ta hoặc là mình yêu cầu người ta làm cái gì đó. Ok, đó là tâm trạng thứ hai. Không phải mình mention vấn đề ra mà mình ra lệnh bắt người ta làm gì, hay là mình yêu cầu người ta làm gì đó. Command or request. Ok, đó là tâm trạng thứ hai. Imperative. Và tâm trạng thứ ba là mình nói một cách giả tưởng, không có thật, ước mong, ước muốn một cái điều gì đó, okay. Hy vọng là khái như vậy, tin tưởng là nói là như vậy, okay. Đó là tâm trạng thứ ba là subjunctive.
Đó là cái định nghĩa nó nói như vậy. Chúng đi dịch sơ sơ, nói tóm tắt cái định nghĩa nó nói như vậy. Thế nói thí dụ đi, giờ mình vô vô chi tiết luôn cho rồi đi. Click right here, paste right here. Okay, thứ nhất, the first kind of mood, which is indicator of mood. Các anh chị chúng mình sẽ trả lời cho các anh chị sau giờ học nha. Nếu những câu hỏi nào không phải trong bài học, okay. Cái thời khóa biểu thì các anh chị có thể vô trong cái link ở phía trên cái banner đó. Chị coi cái schedule trong đó. Okay, the first one, indicative. Mood. Có nghĩa là the most common and it's used to state a fact when the speaker the most common dịch sao ta? Là thường thường được dùng nhiều nhất á. Okay. Và thường thường được dùng để nói lên một cái phổ biến nhất hả? Dạ. Yeah. Để nói lên một cái vấn đề gì đó, nói lên một cái chuyện gì đó, nói lên một cái sự việc gì đó là khá như vậy. Khi mà cái người đang nói hoặc cái người đang viết đó, cái người nói hoặc cái người viết đó muốn thôi đi, vậy từng chữ khó quá đi, để mình nói chạy cho rồi đi. Cái indicate mood này đó có nghĩa là mình nói lên một cái vấn đề gì đó, khi mình mention lên một cái vấn đề gì đó, hoặc là mình muốn mình đặt câu hỏi, biết không, hoặc là mình đặt câu hỏi để mình biết cái sự việc gì đó. Okay. Là thường thường người ta dùng cái indicate mood này. Okay. Đấy, còn các anh chị nào mà thấy mà mình dịch hay á, biết không, thì cứ dịch ra ngoài. Okay. Cứ post cái câu của mình ra ngoài, cái câu mà mình dịch sang tiếng Việt á. Okay. If you can translate into Vietnamese, good. So just bring your sentence then. Your translate. Okay, now. Cho thí dụ nha. Cái gì cũng phải có thí dụ hết trơn. Khi bằng nhân chứng, vật chứng. Nhân chứng là tiểu mi nè, còn vật chứng là những cái thí dụ nè. Cho thí dụ nha, bất cứ các anh chị nói lên một vấn đề gì, đó là các anh chị đang đang use cái indicative mood. The pavement shimmer in the hot afternoon sun. Cái này nghĩa là gì các anh chị? Close this one first. Okay. It's bother me all the time. Cái dĩa hè đó, okay. The basement là cái dĩa hè đó. Thì shimmer là nó tỏa sáng ra, nó chiếu sáng ra. Okay. Cái dĩa hè nó chiếu sáng ở dưới cái ánh nắng mặt trời buổi trưa. Đấy. Lung linh á, lung linh trong nắng chiều hả? Cái này nắng trưa chứ đâu phải nắng chiều đâu. Được chiếu sáng lung linh hay là tỏa sáng ở dưới cái ánh nắng mặt trời buổi trưa. Hình như tiểu mi dịch hay hơn thì phải. Thấy không nào? Cái dĩa hè đó thì tỏa sáng hay là chiếu sáng trong cái ánh mặt trời buổi trưa. Thấy không? Buổi trưa. Nếu mà các anh chị mà dịch buổi chiều là các anh chị copy from from Google Translate, right? Không có được dịch sát từ cái Google Translate nha. Cái Google Translate nhiều khi nó dịch so funny á, dịch mắc cười thì thôi á. Okay. Buổi trưa chứ không phải là buổi chiều, buổi trưa. Okay. Oh, miền Bắc nói vậy hả? But I'm sorry, I'm from North. I mean, I'm from South. Okay, hay là cái câu này. Cái câu này.
Do you see that light? In the sky. Bạn có thấy giống như là bạn có vừa thấy cái sao xẹt không? Phải không? Thấy anh sao? Sentences. The verb simile in the first one indicate what the statement did, right? So here the speaker is stating the fact that the payment simmer. Thấy không các anh chị? Cái câu thứ nhất, cái người nói chuyện á, muốn nói lên cái vỉa hè đó thì nó được tỏa sáng trong cái ánh mặt trời buổi trưa. Right? In the second one, the verb phrase did see, broken by pronoun you. Since the sentence is in form of a question, it indicates what was seen in the sky. So the sentence question of facts. Có nghĩa là cái indicate mood đó nó chỉ hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất mình stating hay là mình mention một cái fact, mình nói lên một cái vấn đề gì đó hay là một cái sự việc gì đó, right? And trường hợp thứ hai là nó nói mình nói lên một cái câu hỏi, mình đặt một cái câu hỏi, okay, để mình biết là cái sự việc đó ra sao. So most of the statement you make or you read will be in the indicative mood. Anh chị nhớ điều này, hầu hết khi mà mình mở miệng ra, thường thường mình nói lên một cái vấn đề gì đó hay là mình muốn biết một cái sự việc gì đó, phải không các anh chị? So most sentences in English are in the indicative mood. And there's another sentence to support the definition too. It simply states a fact of some sort or describes what happens. A gift details about reality. You use the indicate mood in most statements and questions, and it is also used to make a possible supposition. Position. Như là gì? Và nó lặp lại cái định nghĩa hồi nãy. Có nghĩa là thường thường cái gì sao ta? Possible sub có đó. Chỉ là giả thuyết thôi. Thí dụ như câu này thì các anh chị sẽ thấy nè. Thí dụ câu này nè. You ask him, he will help you. Cái này nói lên một cái cái sự mà cái giả thuyết mà có thể thực hiện được, phải không các anh chị? Không biết dịch cái này đâu, anh chị dịch đi. Nhưng mà các anh chị hiểu phải không? Cái này nó gọi là nó gọi là possible supposition, supposition, right? Đó là indicate mood. Nghĩa là các anh chị hiểu rõ rồi phải không? Định nghĩa hai lần luôn á, hiểu rõ rồi phải không? Có câu hỏi gì nữa không về cái tâm trạng đầu tiên này? Nói tiếng Việt dở thì thôi á, kệ đi. Miễn các anh chị hiểu rồi.
Ok, cái thứ hai nha, imperative mood. Ok, dạ, chứ có thể xảy ra. Yeah, imperative move. Khi mà mình nói imperative, mình nhấn mạnh nó. Tại sao mình nhấn mạnh? Tại vì mình ra lệnh cho người ta mà, phải không? Mình phải gieo lên. Thế. Hoặc là mình gieo lên, hoặc là mình xuống nước. Một là mình lên, thứ hai. Không hẳn là bắt buộc. Im, right? Trời, giữ thì thôi. Im. Đang nói chuyện kêu im là mất hứng. Okay. Im. Quá dữ luôn. Quá dữ. Bởi vì người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ. Okay, imperative mood. Cái này làm gì ta? Okay, cười cười vậy chứ. Các anh chị phải nhớ với nhau một hồi làm bài tập đó. Okay. Làm bài tập mà làm sai là đến phiên tử mì cười lại đó. Imperative mood is used to give orders, command someone to do something, or to make request. Xem thằng cũng make request. Cái trường hợp thứ hai này thực được dùng được được dùng để ra lệnh, phải không? Ra lệnh là no command mới là ra lệnh, còn orders là gì? Order là chỉ định làm cái gì đó, cũng giống như ra lệnh thôi, đề nghị. Và đề nghị ra lệnh người nào đó yêu cầu làm cái gì đó, hoặc là hoặc là yêu cầu. Okay, to make request là yêu cầu. Thí dụ, okay, thí dụ câu này. Call Frederick and cancel the shipment. Gọi gọi Frederick đi và hủy bỏ cái sự mà gửi đồ đi đó, phải không? Các anh chị dịch đi, các anh chị dịch hay các anh chị dịch đi. Và hủy cái chuyến hàng đi, rồi hủy cái chuyến hàng đó đi. Okay. Shipment ở đây là gửi cái gì đó. Và shipment ở đây là gửi hàng đi đó. Chuyển hàng đi. Và đại khái gì đi. So cái này là gì? Các anh chị comment, phải không? Comment. Hey, comment. Hay là câu này. Come here at once. Come here at once. Tới tới đây liền không? Tới đây lập tức. Hey, tới đây lập tức. Ai tới đây vậy? Ai tới đây vậy? Nói ai vậy? Hả? Đến đây ngay lập tức. Dạ. Nói ai vậy? Hả? Trang. Người đẹp. Nói ai vậy? Come here at once. Nói ai vậy? Hả? Ai nói? Ai nói ai come here? Hả? Nói Trang chứ nói ai? Trời. Nói Trang chứ nói ai, phải không? Phải mà nói. You wanted to die. Giỡn hoài. Thành ra ở đây nói ai vậy các anh chị? Nói you, ok? Nói cái người thứ hai, nói cái người đứng trực tiếp ở trước mặt của mình đó. You chứ ai nữa, right? Đâu, Tiểu My nói mà. I'm talking to someone, right? Okay, now this one. So cái đó cũng là cái đó gọi là gì, comment luôn, phải không các anh chị? Comment luôn. How about this one? Please please return the book to the library. Please return the book to the library. Làm ơn trả sách lại cho thư viện đi. Làm ơn trả sách lại cho thư viện đi. Thì cái này là gì các anh chị? Cái này là command, give order or request. Cái này là request, phải không các anh chị? Request.
right, request. Cho nó có ba trường hợp để mình dùng cái thể này phải không? Request, right. How about this one? Close the door. Đóng cửa lại đi. Close the door. Cái này cũng là request luôn. Okay, mình chào các anh chị mới vào room. Mình chào red people. Hay là câu này. So các anh chị thấy nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình give order. Trường hợp thứ hai là give command. And trường hợp thứ ba là make request. Please come in and sit down without a question mark nha. Tự nhiên có cái question mark đó vậy. Please come in and sit down. Làm ơn vô đi. Làm ơn vô, vô, vô rồi ngồi xuống đi. Cái gì vậy? Okay. Rồi. Cái trạng thái này đó, trạng thái thứ hai này đó, imperative mood. Thường thường đó, mình yêu cầu, phải không? Mình ra lệnh, hoặc là mình give order gì sao các anh chị? Give order là gì sao? Give order là bảo người give order gì sao các anh chị? Chúng mình đánh lại cái định nghĩa nha. Cũng là yêu cầu luôn hả? Request là yêu cầu, còn give order. Give order nó là như vậy nè. Request gần như là mình năn nỉ vậy đó. Hay là mình give order không phải là request nha các anh chị. Give order có nghĩa là okay. I want you to come. No. Okay, yeah. Okay. Mình give order to someone to do something. Có nghĩa là mình nói cái người nào đó làm cái sự việc gì đó cho mình. Còn command là ra lệnh cái người nào đó. Cái command nó nặng hơn. Ok, nặng hơn thì phải. Nhưng mà nó gần giống đồng nghĩa với nhau. If order, I don't know, các anh chị hiểu phải không? Phải không? Thường thường đó, ông boss của mình, ông chủ của mình, hay là ba mẹ mình give mình order, okay? Chứ không phải là command. Yeah, yeah, hiểu, các anh chị hiểu phải không? Hiểu là được rồi, khỏi mất công nói nữa. Hả mà các anh chị hiểu, hay là đúng hay sai, các anh chị nhớ nói nha, để chuẩn bị khỏi mất công cắt nghĩa dài dòng. Okay. đỡ tốn giờ, đỡ mất giờ. Rồi, khi mà mình ra lệnh, hoặc là mình ra lệnh cái người trước mặt của mình, phải không? Hoặc là mình bảo cái người trước mặt nói cái người khác làm cái chuyện gì, right? Hoặc là chính mình ra lệnh, hay là mình yêu cầu mình làm cái gì đó cho cái người khác, phải không? Thành ra đây mình deal với three person, mình, phải không? Right? Hoặc là mình ra lệnh cho cái người trước mặt của mình, hoặc là mình ra lệnh cho cái người trước mặt nói cái người thứ ba, phải không? Thành ra mình deal with three kind of people, right? Ok, rồi, hiểu rồi. Cảm ơn. Thành ra thứ nhất, chính mình. The first person imperative là mình chứ ai, phải không? Các anh chị, first person ở đây mình dịch là ngôi thứ nhất. Okay. Chứ không phải người thứ nhất. Ngôi thứ nhất là mình, I hoặc là we. Mình học ở trong bài
đại danh từ rồi. Right. Okay, the first person imperative. Okay, let me post the cái chính mình. Okay, what wrong right here? Let's see, chuyện gì xảy ra? Không có post right được. I think it's right here. Hiểm. Yes, cái lần này được. If the command is addressed to the person speaking, có nghĩa là first person là mình ấy, là ngôi thứ nhất. It will begin with let, with chữ let. Okay, let me capital. With let có nghĩa là nó sẽ bắt đầu bằng chữ let, followed by me or us. Okay, let me capital that one. Then I repost that. Okay, lần này thì được rồi nè. Nếu mà dùng cho ngôi thứ nhất là mình, okay, thì mình sẽ dùng chữ let với chữ me and chữ hình như post nó không được. Let me try my best. Không được. To the person speaking. Yeah, let me bring up this one. This one right here too. Let me. Okay, cũng không được luôn. Ghê quá. Okay, let me cut it into two parts then. This one right here. Thì đợi Timmy chút xíu nha. I don't know. I can do it. Là mình yêu cầu chính mình đó, thì mình sẽ dùng chữ let và follow nó bằng chữ me or chữ us. Nếu mà me là một mình thôi, còn us là chúng ta nói chung chung, okay? Nói một số đồng. If the command is addressed to the person, that's the first person, it will begin with let and followed by me or us. Thí dụ nha. Nó có cái dấu apostrophe mà phải không? Thí dấu nháy phải không? Thí dụ. Yeah, quá.
nói câu này thử coi. Hãy để cho tôi giúp bạn. Nói sao? Hãy để cho tôi giúp bạn. Hả? Anh chị nói sao? Nguyên mẫu không có to, không có chữ to. Yeah, let me help you, right? Let me help you. Okay? Các anh chị thấy không, động từ to help không có chữ to. Không phải let us. Cái let us có nghĩa là let an apostrophe and chữ s viết tắt. Okay? Các anh chị nhớ điều này nha, không phải là let is nha, mà là let us. Okay? Bây giờ nói câu này, hãy để cho chúng tôi giúp bạn. Hãy để cho chúng tôi giúp bạn. Yeah, let's help you. Okay? Có nghĩa là let us help you. Right? Câu này. Hay là let me go. Hay là let me have a look at your essay. Let me go nghĩa là gì các anh chị? Let me be nghĩa là gì? Ha, let me go and let me be nghĩa là gì? Để anh đi. Để anh đi. Let me go. Hay là let go of me. Nghĩa là gì? Let me go hay là let go of me nghĩa là gì? Hãy để em đi, hãy để em là chính em, để tôi đi. Yeah, let me go. Let me go, ví dụ như là còn let go of me nghĩa là gì? Yeah, let me go có nghĩa là buông tôi ra, để tôi đi, right? Để tôi đi, let me go, right? Yeah, là tránh ra cho tôi đi hay là để tôi đi. Không phải quên tôi đi, let go of me là buông tôi ra, okay, buông tôi ra. Let her go. Cái gì vậy? Ok, rồi trở lại bài học. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Hoặc là let us. Ok. Let us stand together in this emergency. Nghĩa là gì? Là buông tôi ra. Let go of me là buông tôi ra. Let her go hay là let me go. Okay, let her go. Buông cô ta tôi ra, buông cô ta ra. Okay, let me go. Buông tôi ra, để tôi đi. Okay.
cái câu này có nghĩa, cái nghĩa mà xác á, cái nghĩa đen thì chúng ta hãy hãy cùng với nhau ở trong cái tình trạng khẩn cấp này, ok. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nghĩa là chúng ta hãy hãy chung sức với nhau ở trong cái tình trạng nguy hiểm này, có nghĩa là đại khái có nạn, đồng lòng với nhau, ok, đồng lòng với nhau trong cái tình trạng mà nguy hiểm này, có nghĩa là someone strain us, có nghĩa là có người nào đó hăm dọa là sẽ đóng cửa tiệm của mình hay là sẽ đánh hội đồng mình. Mướn vô đảng đâu. Sĩ nó lo, phải không? Mình đâu có cần đứng chung chung lợi với nhau, right? Mình phải hiểu cái nghĩa bóng bóng như vậy á, ok. Chúng ta hãy đồng lòng chung sức với nhau để chống lại địch thù. Mình phải hiểu như vậy, ok. Rồi. For the negative. For the negative. Bây giờ các họ nói phủ định, okay, cái nói phủ định. For the negative, we normally put not before the infinitive. Thí dụ câu này, mình để chữ not trước cái động từ nguyên mẫu. Let us not be alarmed by rumors. Nghĩa là gì các anh chị? Chúng ta đừng có bị chúng ta đừng có bị alarm là gì? Chúng ta đừng có bị giật mình, không phải giật mình, sợ đó, đừng có sợ bởi những cái lời mà những cái lời đồn đãi, phải không? Việc vậy phải không? Rumor là những cái tin đồn bậy bạ đó, những cái tin đồn không có đó, okay. Chúng ta đừng có hoảng sợ, mình dịch như vậy đi, đừng có hoảng sợ, đừng đừng có hoảng sợ, đừng có sợ bởi những cái tin đồn thất thiệt, khá như vậy. Ví dụ mình đang làm việc trong một cái công ty, đúng không, làm việc trong công ty, tự nhiên có tin đồn ô công ty sắp sửa sập tiệm rồi, nó sắp sửa đao xuống rồi, là mình sợ, phải không, là mình sợ. Nhưng mà mình đâu có nghe ông sếp ông nói gì đâu, khá như vậy. Thì mình nói let us not be alarmed by rumors, okay. Sắp phá sản rồi. The company is down. Nên đây mình sẽ để chữ not đứng trước cái động từ, cái bare infinitive. Đó là ngôi thứ nhất nói về mình, let us or let me. Okay. Bây giờ ngôi thứ hai. The second person. Nghĩa là you đó. Okay. Nghĩa là you á. You á. Nói trực tiếp về cái người đứng trước mặt.
Ok, lạnh miệng. Imperative mood is used in the second person the most. The subject you. Ok, ở trong bài tại chị mi pause nó thành ra nó đậm. Để chị mi capital nó đi cho các anh chị thấy rõ hơn. You. Right here. What else? I repost this. The second person imperative mood is used in the second person the most. The subject you, which is usually omitted, is usually understood and not stated in the sentence. Có nghĩa là gì? Nói về cái ngôi thứ hai là you đó, thì cái imperative thường thường nói cái cách này là hầu hết thường thường khi mà mình ra lệnh thường thường mình nói close the door, có nghĩa là you close. The door. Ok, các anh chị nói về cái người trực tiếp mình, đứng trước mặt của mình. So, cái chủ từ you, nó thường thường nó omitted, mình giận dữ, hay là cái người đó không có nghe mình nói, thì mình mới xác định lại là you. Ok, you mình nói, please load the door for me. Mình nói ba lần như vậy, please close the door for me, close the door for me, close the door for me. Hỏi cái người đó mà người đó không nghe. Người đó lặp lại. Who you talking about? Who you comment? You. I say you close the door for me. Lúc đó mình mới lặp lại cái chữ you. Mình nhớ điều này nha. Đó là cái câu định nghĩa nó nói. Thành ra chữ you thường thường là mình hiểu ngầm là you chứ ai nữa. Phải không? Right? Thành ra mình không có lặp lại cái chữ you ở trong câu. Thí dụ sit down. Who sit down? You. Phải không? You sit down. Hay là mình nói please take a number. Who takes a number? Oh, you please take a number. Mình phải hiểu ngầm nó như vậy. Nhưng mà mình không có lặp lại chữ you. So the pronoun you is rarely used unless the speaker wishes to be rude or wish to make a distinction. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các anh chị thấy không? Would be rude. Khi mà các anh chị lặp lại chữ you thì có nghĩa là các anh chị dữ tợn quá đi. Okay. Rude đó nghĩa là rude dịch sao các anh chị? Mình giận quá mình nói you stop boring me. I'm tired of you. Khi mà đến chừng mình giận rồi đó mình nói như vậy. Mình dùng chữ you đó là biết là người ta giận dữ lắm rồi đó. Okay. Let me capital cái đó là next time. You, yes. Okay, next one. For the negative, we put do not, hay là don't, before the verb. You. Do not rush me. Don't hurry.
Có nghĩa là you do not rush me. Okay? Mà mình không cần lặp lại chữ you. Hiểu ngầm là cái người đứng trước mặt của mình. You don't hurry. Don't hurry. Thấy không? Mình phải hiểu là you don't hurry. Ok, một trường hợp nữa. Do, chữ do. Can be played before the affirmative imperative. Có nghĩa là gì? Chữ do cũng có thể để vô trước cái affirmative imperative. Có nghĩa là một cái câu câu mệnh lệnh mà xác định. Ok, affirmative là một câu xác định, imperative là mệnh lệnh. Thí dụ xác định có nghĩa là nhấn mạnh thêm một lần nữa. Xác định. Do hurry. Do be quiet. Khi mà dùng chữ do đó là nặng rồi đó. Okay. Do hurry. Thay vì nói hurry, mà người đó cũng không hurry, mình nói please do hurry. Thế mình nói be quiet cũng không chịu im nữa, cũng không chịu im nữa. Thì mình nói please do be quiet. Khi mà dùng chữ do ở đây là nặng rồi. Okay. Thêm chữ do nữa là còn nặng dữ nữa, là khá như vậy. Khi mình cáu rồi đó, giận rồi đó. So these two can be persuade, right? But could also express irritation. Có nghĩa là do ở đây cũng có nghĩa là mình thuyết phục cái người nào đó, như là năn nỉ cũng được. Do hurry please. Okay. Do be quiet please. Hay là hoặc là mình irritation có nghĩa là mình giận. Do hurry. Do be quiet. Okay. Nghĩa là tùy theo cái tone, tùy theo cái giọng điệu của mình. Hoặc là mình nói nhỏ nhẹ. Please do hurry. Or please do be quiet. Okay, đó là mình đang persuade. Còn khi mà mình irritation nghĩa là khi mà mình giận, mình cáu lên rồi. Thì mình nói do hurry. Do be quiet. Đó, dùng chữ do như vậy. Okay. Và có hai cái giọng điệu khi mình nói. Một trường hợp nữa. Direct address is also used in imperative mood. Direct object, I mean direct subject là gì các anh chị? Này có nghĩa là direct subject đó, hay là direct address. Hay là mình còn gọi là no, không phải là delay subject. Just want to mention delay subject. Direct object. Thay vì nói chữ you thì mình dùng cái direct address. Direct nghĩa là gì? Là chỉ rõ. Direct là ngay chốc, phải không? Direct là ngay chốc, thẳng tới cái gì đó, ngay chốc tới cái gì đó, phải không? Right. And thay vì dùng chữ you thì mình dùng cái direct object, I mean direct subject, trực tiếp hay cụ thể hơn và rõ ràng hơn. Thí dụ câu này. John, come here please. So John is not the subject but a direct address. John ở đây nó không phải là subject mà mình gọi nó là direct address. Okay. Mình đâu có nói là you come here please, mà mình nói thẳng ra luôn, direct luôn, không cần nói vòng vo, direct luôn. What do you think of this, Tommy? So Tommy đây là direct address. Person là you hay là direct address, chị nhớ nha. Bây giờ mình qua cái ngôi thứ ba, nghĩa là nhân vật thứ ba, the third.
The third person thường thường nó có chữ những chữ gì các anh chị? The third person là I, là her, phải không? Là him, chỉ người ta, phải không? Số ít là them, phải không? Chỉ người ta số ít, right? I mean số nhiều. Hay là it, là chỉ đồ vật hay là con vật, phải không? Súc vật, phải không? Imperative commands will begin with let. Nhớ có chữ let nữa nha. Ngoại trừ cái nhân vật thứ hai là second person, mình không dùng chữ let. Okay. Không bao giờ mình nói là let you hết trơn á. Anh chị đừng có bao giờ nói let you nha. Okay. Mình chỉ dùng chữ let cho ngôi thứ nhất first person, or là đại danh từ. Thí dụ nha. Let them go by train. Let me capitalize that. Okay. Nhớ nha, from. From. Cái chữ cry đó nó phải là pair infinitive. Ok, pair infinitive. Nghĩa là động từ phải ở nguyên mẫu, động từ phải ở thì ở nguyên mẫu không có to. But however, this is not very common construction in modern English. This would be more usually to say sao các anh chị? Hồi xưa đó người ta nói như vậy, let them go by train, let them do it, đại khái như vậy, let them do it. Bây giờ người ta không nói như vậy nữa, mà người ta sẽ dùng cái động từ to be và cái infinitive. Okay? Người ta sẽ nói như gì nè? They ought to go by train. Dùng cái động từ to be and infinitive. They ought to go by train. Cũng đồng nghĩa với lại they must go by train. Có nghĩa là ba cái câu này cùng một nghĩa. Nhưng mà bây giờ người ta không nói là let them nữa, mà người ta dùng cái động từ to be and infinitive. They are to go by train. Hay là they must go by train. Tại sao vậy các anh chị? Hãy để họ đi bằng xe lửa. Có nghĩa là họ phải đi bằng xe lửa. Ok.
Ok, bây giờ người ta nhấn mạnh hơn như vậy, người ta không nói là đam. Nên một trường hợp nữa, negative imperative, let him, let her, let them, and negative infinitive is not used in modern English. Instead, they get used must not or wanted to be in not an infinitive. Nghĩa là với chữ to gì đó. I am to go by train. Có như vậy. No. They are to go by train. Nếu mà có chữ not thì thêm chữ not ở phía trước cái infinitive. Ví dụ nha. Cái câu này. Let him not go by air. Có nghĩa là he's not to go by air. Nhớ nha, sau cái chữ not hay là sau động từ to be, động từ phải ở infinitive. Nghĩa là phải có chữ to, động từ phải có chữ to, động từ nguyên mẫu. Hay là he must, nếu mình không dùng cái động từ to be thì mình sẽ dùng cái chữ must, cái chữ not, right? He must not go by air. So nói tóm lại, ok, nói tóm lại, cái ngôi thứ nhất á, thường thường các anh chị thường nghe người ta nói cái ngôi thứ nhất, người ta dùng chữ let, right? Còn ngôi thứ ba bây giờ người ta không dùng chữ let nữa, không có ai nói là let him, let her, let them nữa, mà người ta dùng cái động từ to be với cái infinitive. Khi mà nói cái infinitive có nghĩa là động từ có chữ to. Okay. He is not to go by air. And ngôi thứ hai thì dĩ nhiên là mình không cần lặp lại chữ you. Mình chỉ ra lệnh trực tiếp thôi. Okay. Talk to me now. You talk to me now. Mình không nói talk to me now, please. Cái thể này nữa hết trơn á, không có ai còn dùng cái lỗi này nữa hết trơn, mà người ta thế bằng cái gì? Anh chị có thấy cái này chưa? Conditional mood, anh chị thấy này chưa? Học này chưa? Say yes đi, thấy không? Biết thế nào cũng say yes. Phải không? Right. Bây giờ không có ai còn dùng cái subjunctive mood nữa, mà người ta sẽ đổi nó thành conditional mood. Okay. Thành ra cái phần thứ ba này Tiểu My sẽ thế bằng một cái bài bài conditional. Okay. Nhưng mà anyway các anh chị học cho biết. Right. Bây giờ không có ai cho các anh chị làm bài tập về cái subjunctive mood nữa hết trơn á. Không có ai cho các anh chị làm bài tập nữa. Thế tại đâu, bây giờ đâu có ai dùng nữa đâu mà làm chi cho mệt.
mình khỏi học luôn cho. Mình khỏi học luôn cho khỏi. Nhức đầu, đồng ý không nè? Chịu tư với ngày thứ năm nha. Ngày thứ hai, thứ ba là giờ grammar. Ok. Ngày thứ tư, thứ năm mới là giờ đảm đọc everything, là ngày thứ tư, thứ năm. Ok. Bài đó chưa có học xong. Sorry các anh chị, last week, Wednesday and Thursday. I was out of town, so I didn't show off. I'm sorry about that. Ok. Hồi tuần rồi thứ tư thứ năm Tiểu My out of town nên Tiểu My không có a whole class được. I'm sorry. Ok, rồi tiếp tục nha. Tiếp tục. Câu này có nghĩa là gì các anh chị? Đây là một cái thôi từ chữ khó quá đi. Thường, khi mà nó đặt ở trong câu á, nó không có cái subject and verb agreement, nghĩa là gì? Nghĩa là cái chủ từ nó không có chia theo cái động từ. Có nghĩa là nếu mà chủ từ số ít thì động từ cũng số ít. Nếu mà chủ từ số nhiều thì động từ cũng số nhiều. Cái subjunctive mood nó không có theo theo cái cái công thức như vậy, theo cái pattern như vậy. Các anh chị, I was rich, I would travel for the rest of my life. Nếu mà tôi giàu thì các anh chị thấy cái I nó phải đi theo với, các anh chị thấy không? So cái này mình gọi nó là subject and verb not agree. Đây là cái điểm đầu tiên mà mình nhận. Là đó là cái subjective move chứ không phải là indicative hay là imperative. Right? Nó cũng giống giống. Ok, cái điều thứ hai nữa. The subjunctive mood is often used with if or that, phải không? Cũng là conditional luôn. Nếu mà bạn cái này thì bạn sẽ cái kia, là cái như vậy. So my life có mệnh đề if, phải không? Hay là câu này. The English department requires that every student pass the proficiency test.
cần phải biết những cái gì mà mình không. Ok, rồi bây giờ mình làm bài tập. Ok, mình làm bài tập. Làm bài tập tới đâu á mà đụng về cái substantive đó thì Tiểu My cắt nghĩa cho các anh chị tới đó, cũng giống như là các anh chị học vậy phải không, học học để biết vậy phải không, hàng năm mình khỏi tốn giờ, right? Thế hiểu không nào? Bây giờ làm bài tập nha, bây giờ qua bài tập. Okay, let me close this one first, then do this one. Okay. Suppose I give you this sentence. I'm sorry. Còn động từ to be này chia làm sao? Le soleil. Động từ to be này chia làm sao? Yeah, he is true to himself. Nghĩa là gì các anh chị? Hả? Cô quy định nhé. Yeah. Okay, I like indicative. No, I am. Okay, I am like imperative. And as U, as UP, like subjunctive. Yeah, ông ấy thành thật với chính mình. Phải không? Ông ấy thành thật với chính mình. Chính mình là chính ông ta đó. Right? So cái này là gì các anh chị? I am hay là I am hay là subjunctive? Answer me please. Yeah, nó là I am. Not staying a fact, phải không? Các anh chị mention một cái sự việc. Ok, câu này nha, câu này. Be true to yourself. Right? Rồi cái động từ to be chia làm sao các anh chị? Động từ to be chia làm sao? Are true to yourself? Hay là be true to yourself? Yeah, chia để nguyên như vậy luôn, okay? Be true to yourself. Okay? Be true to yourself. This is imperative. Ra lệnh phải không? I mean yêu cầu ra lệnh gì đó, imperative. Expressing a command, right? Câu này nha. If he be true to himself, he would succeed.
Very good. Hay là một cái sự việc mà mình ước muốn hay như vậy, mình mơ mộng cái wish, okay? Mình mơ mộng, mình ước muốn như vậy. Còn nó có thật, nó có xảy ra hay không, lại là chuyện khác. Okay. Lại là chuyện khác. Anh ở đây các anh chị dùng dùng cái động từ to be chia làm sao nào? Nó không có chủ từ với động từ, nó không có đi với nhau. Okay. Là were. Yeah, were. Okay. Nó là subjunctive. Okay, next one. Nó nhặt những cái hộp lên á, nó nhặt những cái hộp lên á. Chia động từ luôn, please. Yeah, đây là một cái fact, right? Nó stay a fact, right? Staying a fact. So mình nó là một cái câu, mình chỉ mention ra cái vấn đề thôi. So nó sẽ là indicative. Okay, next one. The German Shepherd fetch the stick. Cái con chó German. Oh, please. Là con chó mà. Con chó Staffel thường thường là anh chó cho mình, là con chó Đức á. Gì mà có chờ chờ, sờ sờ, sờ sờ, gì đó. Thì các anh chị thêm ES, nhớ điều này nha. Ok, next one. Nhớ chia động từ nha, please. Thống kê gì? Chỉ cần nhớ như vậy thôi. Bây giờ trở lại bài động từ hả? À, muốn ôn lại cái chờ chờ xì 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 dâu xì gà. Cái gì mà có xì xì ra đó, ok, xì xì chờ chờ sờ sờ xì xì sờ sờ gì đó, ok, thì các anh chị thêm es, ok. Yeah. Ok, làm câu này nha. Charles, nó là IN hay là IM? I gì? Đâu phải IM đâu. TPD mới vô room phải không? Phải không? Say yes đi. TPD mới vô room phải không? Thấy không? Biết thế nào cũng sẽ biết. Biết làm sao tí mi biết không? Ai mới vô room là nói trật lất hả? Tí mi biết liền á. Ok. Ok, I am là indicative. Còn I am đó là imperative. Ok. And SUP đó là subjunctive. Ok, mình sẽ chọn một cái câu nói ra thì nó có ba cách. Một là mình nói bình thường, mình mention, mình chỉ state một cái fact, một mình chỉ nói lên một cái mood, đó là indicator mood. Ok, hay là mình nói một câu ra lệnh close the door for me please, thì đó là imperative.
Ok, hay là mình nói một cái câu mà mơ go all gì đó. Nãy cái câu gì quên rồi. Yeah, if I were rich, right? Cái câu đó đó. I would go all over the world. Hay là I would visit all over the world. Khá như vậy. Một câu mơ mộng giả tưởng thì đó là subjunctive mood. Ok. Giờ làm câu này nha. If I had been there, none of this happened. Cái này các anh chị có làm sai cũng không sao, tại mình chưa học. Nhưng mà at least các anh chị phải nói cho tụi mình biết, nói là in IN, IM, or SUB. And chia động từ này sao? Đánh câu trả lời. Các anh chị có quyền làm sai câu này, tụi mình không có cười thế. Tại mình chưa học. But anyway, darling, đúng. Very good. Would have happened. Thấy không? Cười thầm. Rình rình ha. Rình rình picky. Sau đây mình sẽ dùng would have happened. Okay. Nếu mà nó ở cái thì mà perfect. Okay. Và mình phải dùng chữ good để chỉ những cái sự việc mà nó không có okay. Không biết cái bài conditional của tụi mi soạn hết chưa nữa. Hình như chưa xong. Would have happened. Đấy. Ok, câu này nha. Câu này. Pick up those boxes. Challenge hay là câu yêu cầu? Ok, câu này nha. It is recommended that you be on time. Recommend là gì ta? Recommend là yêu cầu luôn phải không? Mến chào Xuân Hương, các anh chị mới vào. Và gợi ý hay là khuyên cũng được, gợi ý á, rằng bạn phải đúng giờ, bạn phải đúng ngay chốt giờ. Chia động từ to be ở đây sao các anh chị? Ở đây nó không phải là imperative, nó không có ra lệnh nha. It is recommended to be hả? That you be, okay, that you be on time. Ngày mai mình sẽ học cái phần này. Yeah, nó sẽ là subjunctive. That you be, chứ không phải you will be hay là you are be, mà you be, okay, you be. Đó là cái công thức, cái formula nó như vậy. Ngày mai mình sẽ học phần này, các anh chị sẽ rõ thêm, ok? Next one. I wish I be with you. Tôi ước là tôi sẽ ở với anh đó. Tôi sẽ ở bên anh đó. Yeah, I were. Đây là subjunctive, ok? Subject and verb not agree nhau. Ok, câu này nha, câu này. Yeah, were.
His mother decides that he arrive early. Mẹ của cậu ta thì muốn cậu ta phải tới sớm. Ok, các anh chị phải hiểu như vậy. Cái wish nó khác với cái desire. Cái wish đó là nó không có thật. Nó không có thật. Cái sự việc nó không có thể nào xảy ra được hết trơn. Mình mới là wish. Okay. Ít nhất là nó không có xảy ra cho tới cái lúc mình nói. Mình mới là wish. Okay. Và có thể nó sẽ không xảy ra luôn nữa. Thì đó cũng là wish. Okay. Còn cái desire nó mạnh hơn cái wish. Nó có thể xảy ra. Các anh chịu không? Thành ra cái này không phải là subjunctive. Subjunctive có nghĩa là cái wish nó không có xảy ra. Còn cái design này có thể xảy ra. Các anh chị thấy cái câu nè, I wish I were with you. Cái này tuy là nó là hiện tại, nhưng mà thật sự ra cái sự việc này đó nó không có xảy ra, nó chỉ là mơ mộng thôi. Còn cái his mother decide, tại sao không dùng chữ wish mà dùng chữ decide, là mẹ của cậu ta thật sự muốn cậu ta có mặt, và cái sự mà tới sớm như vậy có thể xảy ra. Thành ra đây chỉ là mention một cái sự, một cái vấn đề ra thôi, một cái câu nói ra thôi. Okay. Các anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Các anh chị hiểu điều này phải không? Cái wish đó, trong tương lai có thể nó không có xảy ra, mình không có biết trước được, tại vì đàn ông đàn ông thấy men là đàn ông. Ok, yes, ở đây nói chung chung. Ok, không đàn ông đàn bà gì hết trơn á. Dụ như là một người đàn bà thì các anh chị nói sao? If I were a rich woman hả? Có ai if I were a rich woman không? Hả? Đâu ai nói if I were a rich woman phải không? Không ai nói gì hết trơn. Nghĩa là a rich man có nghĩa là một người giàu. Okay. Man đây giống như người ta nói là
Nói câu gì đây nè. Grab man. I'm a grab man. Đâu có ai nói I'm a grab woman đâu. Ok. Nếu mi không cần canh chỉ chia động từ nha anh mi. I got the same time. 11 giờ. Biết rồi. Yeah. Would be prepared. Okay, would be repaired. And not that subjunctive. Tại sao là in and was? Would be repaired. Cái apostrophe and chữ đi đó to stand for good, okay, good. Okay, next time làm bài tập về substantive thì ngày mai các anh chị sẽ học cái conditional nó dễ dàng hơn. Okay, they wish we be able to type faster. Họ hy vọng là chúng tôi có thể đánh nhanh hơn, đánh máy nhanh hơn. Yeah, would be. Quá khứ cũng là would, yeah, phải không? Would be, phải không? Không có thể nào dùng cái apostrophe and chữ đi. Nó stand for hai sự việc, phải không các anh chị? Had be, had, right? Thể nói là the computer had được, phải không? Đâu có thể nói chữ had được đâu. Bắt buộc sẽ là chữ would. Đây là subjunctive, nghĩa là những cái sự việc chỉ guess hoặc là insist thôi. Ra mình dùng chữ would là nói về một cái sự việc mình nghĩ là nó sẽ xảy ra như vậy á. Okay. Hôm nay học về mood of verbs. Và đây là cái phần chót của cái bài động từ. Okay, mấy cái imperative thì các anh chị biết dùng rồi. Ví dụ câu này, turn right at the Quark's house. Indicative đâu. Đây là imperative. Yêu cầu ra lệnh, phải không? Imperative. I turn right hương bụi. I mean Le Soleil and Darling Chance. I who? You, phải không? You, so cái này là imperative, right? Ra lệnh, hay là yêu cầu. I think this one already done. Okay, let me.
cái nó chạy mất tiêu luôn. Chạy mất tiêu luôn. Có khi các anh chị bài bài tập tới đây chấm dứt, ok, suối dạy. Bài tập tới đây chấm dứt tại bài dễ quá, phải không các anh chị? Các anh chị chỉ biết khi nào mình nói chuyện ra là mình nói bình thường, cái giọng bình thường. I love you so much. Okay. Đó là indicative. Nói bình thường thôi. Mention một cái vấn đề nào đó mình muốn nói với cái người nào đó. Đại khái như vậy. Hay là nói lên một cái vấn đề cho cái người đó biết. Oh, I'm going to see her soon. Đại khái như vậy. Là indicative. Hay là nói một cái giọng mà ra lệnh. Close the door for me, please. Right? Come to me right now, please. Hay khá vậy là ra lệnh hay là yêu cầu năn nỉ. Love me, please. Khá vậy. Okay. Đó là cái cách thứ hai khi mà mình mở miệng ra mình nói. Một là nói bình thường, hai là ra lệnh. Và cách thứ ba là mình nói mơ mộng, không có thật. If I were you, I would love him. Đại khái như vậy. Nếu mà tôi là cô đó, tôi sẽ thương cậu ta, đại khái như vậy. Nên nói một cách như là không có sự thật, ok, không có sự thật, mình chỉ wish thôi. Thật sự ra mình thương cậu ta thấy mồ luôn, mà cái cô này cổ không thương. Thành ra mình nói if I were you, I would love him. Ok, đó là cái cách thứ ba mình nói mơ mộng, hy vọng, ao ước, không có thật. Hay là nói láo. Phải không các anh chị? Đó là cái cách thứ ba. Okay. Vậy thôi, cái bài học hôm nay nhiêu đó thôi. Ok, tại có mấy người PM cho chị My muốn học lại cái bài The Verbal. Nên chị My dành cái giờ còn lại cho cái bài này. Anh chị chịu không nè? Có ai chưa nắm vững cái bài này không? Tại vì hôm nay đó là mình đã học xong bài động từ rồi đó nha các anh chị. Chỉ còn cái phần cuối cùng là conditional mood thôi. Okay. And anyway, we don't have enough time for conditional mood lesson, so I substitute with the this lesson then. Verbal là gì? Verbal là động từ giả. Okay. Các anh chị thấy chữ verb là động từ, thêm chữ AO nữa, I mean AL nữa, có nghĩa là động từ giả. Tại sao gọi là động từ giả? Hình như tiếng Việt chưa có dịch được chữ này phải không các anh chị? Hay là nói tóm lại là các anh chị chưa có học bài này, phải không? Bên Việt Nam các anh chị không được học bài này phải không? Thành ra dịch tiếng Việt không được. Phải không nè? Ấy, tiếng Mỹ tạm dịch tiếng Việt là động từ giả. Thế tại sao gọi là động từ giả? Tại đứng trong câu nó không phải là động từ. Đứng trong câu nó không có phải là động từ. Thế yeah, anh chị nào chưa biết bài này, okay, có học trình chương trình đại học hả? Vậy dịch tiếng Việt là sao? Trang Frank dịch tiếng Việt cái verbal dịch là sao hả? Anh chị nào đã học rồi thì cái này dịch dịch tiếng Việt là làm sao? Dịch tiếng Việt là nghĩa là gì? Không, chỉ mình hỏi thiệt á, chứ chỉ mình dịch động từ giả nghe mắc cười quá, nhưng mà nó rất là đúng. Ok, nó rất là đúng, sát nghĩa luôn đó. Ok, let's start. Bắt đầu nha. Chủ từ giả hả? Chủ từ giả là gì? Là delay subject. Phải không? Chủ từ giả mình dịch là delay subject.
Cái đó đâu phải chủ từ giả, đó là chủ từ thiệt đó, chứ đâu có giả đâu. Chủ từ giả là như gì nè, khí giả. There are two men in the room. So cái nào là chủ từ? There are two men in the room. Cái nào là chủ từ? Two men. Okay, two men mới là chủ từ. So chữ there đây mới là chủ từ giả. Okay. Mình phải hiểu ngược như vậy. Two men are in the room. Còn there are two men in the room, nó delay, nghĩa là nó quản lợi, nó đứng phía sau. Okay. Thành ra đây mới là chủ từ giả. Chữ there đây mới là chủ từ giả. Còn it rains là chủ từ thiệt. Okay. It rains. Tại vì mình sẽ viết nó đúng hơn. Viết essay đồ này kia nó đúng hơn. Okay, verbal. Verbal is the word that is made from a verb. It's never used alone as an, I mean, the action verbs in the sentences. Instead, they function as nouns, adjectives, and adverbs. Cái động từ giả là một cái chữ, nó làm từ, nó rút từ cái động từ mà ra. Và nó không bao giờ mà nó đứng một mình, giống như là cái động từ chánh ở trong câu. Thay vào đó nó sẽ là danh từ, hoặc là tính từ, hoặc là trạng từ. Okay. Nghĩa là đứng trong câu nó sẽ đóng một trong ba vai trò này: danh từ, tính từ hay là trạng từ, chứ không phải là động từ. Thế cái định nghĩa nó nói như vậy. And có ba loại verbal: gerunds, infinitives, and participle. Loại thứ nhất mình gọi là gerund. Okay. Gerund là gì? Nghĩa là động từ giả luôn, là động từ nó có ing. A verb form that plays off a noun in a sentence. Cái định nghĩa quan trọng nha, các anh chị phải nhớ nha. And the gerund has exactly the same form as the present participle. It's created from the ing form to the base form of the verb. Thí dụ, running, speaking, and parking.
Nghĩa là cái thể nó giống như là present participle, nghĩa là động từ nó có ing. Các anh chị coi hai câu này nha. I am running. Fast. Hay là slowly đi. Slowly. Am running slowly. And câu này nha. Running. Running is my favorite. Sport. To make up this sentence. Running is my favorite sport. Thì các anh chị thấy cái running cho câu thứ nhất I am running slowly. Nó sẽ là động từ, phải không các anh chị? Nó sẽ là động từ chánh ở trong câu. Tôi thì đang chạy một cách chậm rãi, right? Nhưng mà đó nó ở cái thể mà continuous. Right? And continuous đó mình gọi nó là present continuous. Thì present continuous nó đòi hỏi cái động từ to be and cái present participle. So running coi cho cái câu đầu tiên nó sẽ là present participle. Có nghĩa là động từ có ing gọi là present participle. Nhưng mà câu thứ hai đó, running ở đây không phải là động từ, mà nó sẽ mình gọi nó là gerund, đó dịch là danh động từ, có nghĩa là and, và nó sẽ là danh từ. Tại sao? Tại vì nó làm chủ từ, phải không các anh chị? Chủ từ là đứng trước cái động từ to be, đó là is đó. And that running ở đây nó sẽ là subject and function is a noun in the sentence, right? Nói tóm lại cái running thứ hai sẽ là danh từ chứ không phải là động từ. Okay. Anh chị hiểu rồi phải không? Một cái là động từ là running ở phía trước câu đầu và một cái là danh từ là running ở phía sau câu thứ hai, right? And nếu mà nó là danh từ hay là nó là chủ từ đứng trước động từ thì like all the nouns, gerunds act as the subject and object in the sentence. Khi mà nó là danh từ rồi thì nó có thể là chủ từ hoặc là nó có thể là túc từ. Mình đã học ở trong bài danh từ rồi phải không các anh chị? Danh từ một là nó đứng trước động từ thì nó sẽ làm chủ từ. Một là nó đứng sau động từ thì nó sẽ là túc từ, phải không? Cho thí dụ nha. The table is large. Okay. The table đây là danh từ. Nó đứng trước động từ thì nó sẽ là chủ từ, là subject. Okay. Bây giờ câu khác nha. I play piano. Okay, the piano nó cũng là danh từ luôn phải không các anh chị? Và trường hợp này nó đứng sau động từ thành ra nó sẽ là túc từ hay là mình còn gọi nó là object, phải không? Thành ra danh từ nó có hai cái vị trí. Một là đứng trước động từ subject, hai là đứng sau động từ object. Phải không các anh chị làm object? Thành ra khi mà mình nói nó là danh từ thì nó có hai vị trí. Thì cái gerund nó cũng có hai vị trí luôn. Các anh chị đồng ý không nào? Cái gerund cũng là danh từ phải không? Thành ra nó sẽ có hai vị trí. Đấy. Thí dụ. Jumping is fun. Jumping đây là danh từ nha, chứ không phải động từ. Cái sự mà nhảy lên nhảy xuống thì
thì rất là fun. Okay. So cái vị trí này nó sẽ là subject tại nó đứng trước động từ, phải không các anh chị? Nhảy nhót, rồi cái sự nhảy nhót. Ok, các anh chị coi câu này. Liked skiing. So skiing ở đây cũng là gerund luôn, tại động từ có ing phải không? Và nó đứng ở cái vị trí là object tại nó đứng sau động từ. Và trong câu nó sẽ là now. Anh chị thấy không? Nó không phải là động từ nha, mà nó sẽ là now. It's not a verb, but it's a noun. Cho một cái tỉnh từ. Thí dụ như câu này. In the morning. Morning. Các anh chị thấy không? Cái morning này là danh từ, đồng ý không nào? Nó sẽ là túc từ cho một cái giới từ là in. Position. Okay. Giới từ chứ không phải tỉnh từ. So các anh chị thấy the morning ở đây nó cũng là danh từ, nhưng mà trường hợp mình gọi nó là từ của một giới từ. Okay. Right. Thành ra nó có ba vị trí. Vị trí thứ nhất là chủ từ, vị trí thứ hai là túc từ, và vị trí thứ ba là túc từ của một giới từ nha. Ok, coi câu này. Mến chào Nala in the bright lens. Các chị coi câu này. Sleeping sometimes serves as an escape from studying. Thì các anh chị thấy câu này, cái gerund nó có hai vị trí, một là chủ từ, hai là túc từ của một giới từ from. Okay. From. Các anh chị thấy không? Nó đứng sau giới từ from. Thành ra đây nó cũng là danh từ luôn. Tại vì nó đứng ở cái vị trí thứ ba là sau một cái giới từ. Okay. Các anh chị hiểu rồi phải không? Các anh chị hiểu rồi phải không? Phải không? Thành ra Tiểu My mới lấy thí dụ cho các anh chị thấy cái children là danh từ, nó đứng ở ba vị trí. Okay. Jumping, event là một vị trí, subject. He likes skiing là vị trí thứ hai là object. Và from studying là vị trí thứ ba là túc từ của một giới từ. Okay. Thank you very much, Anala. Right. Rồi cái đó là loại verbal thứ nhất, okay, children. Bây giờ mình qua cái thứ hai. Chị mình muốn các anh chị học cái participle trước khi học cái infinitive. Participle là gì? Mình gọi nó là phân từ đó phải không các anh chị? Cái participle mình học trong cái bài động từ nó có hai loại phải không? Một là present participle. Hai là past participle. Nếu mà nó là động từ đó, playing, e present, đó là động từ thường. Bây giờ mình cho động từ bất quy tắc, okay.
go going là present participle phải không? Go and gone. Gone sẽ là tối rồi phải không? Nếu mà động từ thường là động từ to play thì present participle nó sẽ có ing, right? Và cái past participle thì mình thêm ed. Okay. Còn nếu động từ bất quy tắc, thí dụ như động từ to go, thì present participle nó cũng thí dụ là động từ thật, động từ thiệt thôi nha. Đây là động từ thật nha, chứ không phải là verbal. I am playing the present participle. I'm sorry. I have. Nghĩa từ cái này qua cái kia. Không biết anh chị có bị tẩu hỏa không? I have played. I am playing là present participle là playing. Perfect thì nó cần động từ to have cộng với past participle. Còn I'm playing nó ở cái thì present continuous. Cái present continuous thì nó cần động từ to be với cái động từ chánh có ing. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Hả? Nó là you disturb me. It is stopping me. Nên chị hiểu điều này rồi phải không? Đây là động từ thiệt, ok? Trong câu nó là động từ thiệt, ok? Right? Rồi bây giờ I go, I am going. Là I have gone. Ok, bây giờ qua động từ bất quy tắc. I am going, đó là present participle, chữ going. Nó ở cái thì present continuous. Nghĩa là động từ to be cộng với động từ chánh có ing. Còn I have gone, nó ở cái thì present perfect. Cái present perfect thì mình cần động từ to have cộng với cái past participle. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Nghĩa là động từ to go ở đây trong câu này nó sẽ là động từ thật, okay. Nó sẽ là động từ thật. Rồi bây giờ mình qua cái verbal là động từ giả nha, okay. Các anh chị Tiểu My cũng sẽ lặp lại hai cái động từ to play và động từ to go luôn. Nhưng mà một cái thật mới vừa chứng minh và một cái giả bây giờ bắt đầu chứng minh. Okay, thí dụ Tiểu My nói là động từ to jump đi, okay. Jumping is fun. No, I'm sorry.
the jumping. The jumping. Monkey. Ok, chứ không phải là verb. Đang type mà, chưa nói mà. Chưa nói à, đâu nói sao nghe được. Câu này, the jump monkey is mine. Hai con này khác nhau chỗ nào các anh chị? Cái con khỉ mà nó mới vừa nhảy lên á, mình ở đây mình phải dịch như vậy đó. Cái con khỉ mà nó mới jump ở trong câu đều là tĩnh từ hết trơn, chứ không phải là động từ, tại vì nó bổ nghĩa cho danh từ. À, không các anh chị, nó bổ nghĩa cho danh từ. Okay. Đang type mà. The jumping monkey entertains us, hay là the bin man hobble into the woods. Cái con khỉ mà đã đang nhảy thì làm trò cho chúng ta coi. Cái gì vậy? Cái người đàn ông mà đã bị đánh á, đây mình dịch là bị, người đàn ông bị đánh á, thì nhảy vô rừng, nhảy vô cánh rừng. Thành ra cả hai cái jumping and bearing ở đây, một cái là present participle and một cái là past participle. Và nó sẽ đóng vai trò làm adjective. Nó là verbal, là động từ giả đứng trong câu, nó không phải là động từ. Mình gọi nó là participle. Một cái là present and một cái là past. And function A and adjective. Because it's modified to a noun, right? Monkey and man. And that so far mình có hai. Hai công thức. Okay. During that. Okay. Thường thường nó sẽ
đứng trong câu nó sẽ adjective. Ba là adverb. Okay, ba giờ trở luôn. Khi mình nói cái infinitive, có nghĩa là động từ nguyên mẫu phải có chữ to. Ví dụ mình nói to play, to eat, to rain. Và đứng ở trong câu nhiều khi nó là động từ thiệt hoặc là nhiều khi nó là động từ giả. Và đây mình đang học về động từ giả verbal. Thí dụ động từ giả là gì hả? Có người mới PM. Là đứng trong câu nó không phải là động từ. Ok, là động từ giả thôi. Thí dụ câu này: to jump is fun. The regular verb. To jump ở đây không phải là động từ, mà đứng trong câu nó sẽ là, đố các anh chị nó là gì? Hả? Children không bao giờ là adjective. Okay, không bao giờ là adjective. Nó sẽ là noun. Okay, nó sẽ là noun. Right? Nhớ nha, children không bao giờ là adjective. Ok. Yeah. To jump ở đây nó sẽ là danh từ. Ok. Tại nó đứng trước động từ. Nó là infinitive, nhưng mà nó là verbal, nó là danh từ. Jumping đây, jumping ở đây, jumping ở đây không phải là children. Ok. Wow, Hải Anh confused rồi. Cái children and cái participle, cái thể nó giống nhau. Ok. Wow, Hải Anh. Cái children and cái participle nó giống nhau. Ok. Nếu mà nó đứng trước động từ, nó sẽ là noun. Nó đứng trước danh từ, nó sẽ là adjective. Cái jumping đây không phải là children. Nó là present participle. Jumping high. Ok. Jumping.
is fun. Ba câu luôn nha. Verbal, hay là mình gọi nó là present participle. Thành ra cái jumping ở phía dưới đó, mình không có dịch nó là, mình không có nói nó là children được. Hoa hãy anh thấy chỗ này không? Nó sẽ là present participle. Thấy không? Thành ra children không bao giờ là adjective rồi hết trơn. Children lúc nào nó cũng phải là now. Ok. Cái jumping ở phía dưới mình không có nói nó là children, mà mình phải nói nó là present participle. Cái verb nó có ba loại. Ok. Học viết thì các anh chị sẽ bị confused. Children, I mean verb nó có ba loại. Loại thứ nhất là children, giống như câu thứ nhất, I mean giống như câu thứ hai. Ok. Loại thứ hai nó là participle, giống như câu thứ ba. Ok. Và loại cuối cùng nó sẽ là infinitive. Giống như cái câu to jump. Ok. Giống như cái câu chữ mi mới vừa nói nãy đó. To jump is fun. Okay, to jump là loại thứ ba là infinitive. Và cái infinitive nó có thể là danh từ, giống như câu này, right? Hoặc là nó có thể là mà là tính từ. Ok, là tính từ giống như câu này. Ok, cái này infinitive luôn phải không? To often là infinitive, là động từ có chữ to. Và trường hợp này nó sẽ là tính từ. Tại sao? Tại vì nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước nó. Hoa, hãy anh thấy điều này không? Cũng là infinitive, nhưng nó đóng một trong ba vai trò. Vai trò thứ nhất là danh từ là to jump is fun. Vai trò thứ hai là tính từ to offer, because it's modified to a now preceded suggestion. Tôi có một cái đề nghị để đưa ra phải không? Thấy như vậy. Và vai trò thứ ba sẽ là trạng từ. Ok, không giống như câu này. The thief runs quickly to escape. Cái tên trộm đó thì nó chạy nhanh để thoát đó, để tẩu thoát á. Thành ra các anh chị thấy cái infinitive nó đóng ba vai trò luôn. Vai trò thứ nhất nó làm danh từ, to jump is fun. Vai trò thứ hai nó làm tính từ, a suggestion to offer. Cái tính từ nhiều khi nó cũng đứng sau danh từ nha các anh chị, để nó nhấn mạnh cho cái danh từ đó, chứ không bắt buộc là nó đứng trước danh từ. Ok. Nhiều khi nó cũng đứng sau để nó nhấn mạnh. Ok. Và cuối cùng nó sẽ là trạng từ. Trạng từ là tại vì nó bổ nghĩa cho cái gì? Cái trạng từ ở phía trước. Phải không? Trạng từ nó cũng bổ nghĩa cho ba cách nha các anh chị. Hoặc là nó bổ nghĩa cho động từ, hoặc là nó bổ nghĩa cho tính từ, hoặc là nó bổ nghĩa cho trạng từ chính nó luôn. Phải không? Cái trạng từ nó bổ nghĩa cho ba loại từ nha. Loại thứ nhất là bổ nghĩa cho động từ. Ok, thí dụ như câu này. To buy ở đây là trạng từ, phải không? Nó bổ nghĩa cho động từ looking. Phải không? Động từ to look, right? Đó là loại thứ nhất. Bây giờ loại thứ hai nó bổ nghĩa cho tính từ nè. Ok. To leave ở đây là trạng từ nha các anh chị, không phải là động từ nha. The couple was happy to leave.
Ở đây nó sẽ là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái tỉnh từ ở phía trước là happy. Ok. Hay là trạng từ nó bổ nghĩa cho ba từ. Và cuối cùng là nó bổ nghĩa cho chính nó luôn. Đó là cái câu mà vừa post hồi nãy. Right. Bổ nghĩa cho chữ quickly. Hay là các anh chị thấy trường hợp này, to buy, to live and to escape ở trong câu không phải là động từ nha các anh chị, mà nó sẽ là danh từ. I mean nó sẽ là trạng từ. Okay. Và các anh chị nắm vững chưa? Anh đừng có thấy to buy hay là buying hay là jumping mình vội vã mình nói nó là động từ. What time is it now? We have 20 more minutes left. Chị hiểu rồi phải không? Đó, mấy anh chị nào chưa học, bây giờ học rồi hiểu rồi phải không? Đấy. Bây giờ Tiểu My cho các anh chị một câu nè, okay. Các anh chị phải nói cho Tiểu My biết cái động từ giả là ở chỗ nào, chữ nào là động từ giả và nó đóng vai trò gì ở trong câu. Nó là danh từ, nó là tỉnh từ hay là nó là trạng từ nếu mà nó không phải là động từ. Ok. Giờ bắt đầu nha. Cho câu dễ dễ trước đi. Câu này, knowing is half the battle. Cái gì người ta nói câu này à, mình tiếng Việt mình có đó. Yeah, nó là noun. Nó là verbal nhưng mà what kind of verbal? Cái loại verbal nào chỉ là để function is a noun. What kind of verbal? Gerund hay là infinitive hay là participle? Yeah, nó là gerund. Okay. Chị nhớ điều này nha, đứng trong câu nó không phải là động từ mà nó sẽ là gerund. Gerund lúc nào nó cũng làm vai trò làm danh từ mà thôi, nhớ điều này nha. Giờ tí mình làm lại nữa nha, post lại một lần nữa cho các anh chị nhớ luôn. Okay. Là noun. Okay. A participle. Nó chỉ đóng một vai trò mà thôi là adjective. Okay. Và infinitive. Infinitive. Thì nó đóng ba vai trò luôn, một là noun, hai là adjective hoặc là adverb. Nhớ điều này nha. Okay. Rồi bây giờ trở lại bài tập. Trước nhất pick ra coi chữ nào là verbal và nó là cái loại verbal gì, gerund, participle hay là infinitive, và nó đóng vai trò gì trong câu noun, adjective hay là adverb. That is the most important thing to remember. Chữ nào là verbal là động từ giả. Yeah, to remember, phải viết luôn chữ to nha để mình biết nó là infinitive. Okay. Và khi mà nó là infinitive thì nó có thể nó làm ba vai trò luôn, phải không? Hoặc là noun, hoặc là adjective, hoặc là adverb. Trường hợp này nó là gì?
Các anh chị muốn biết nó là gì thì các anh chị coi cái chữ đó nó bổ nghĩa cho cái chữ gì trong câu. Yeah, nó là to remember, đúng. Nó bổ nghĩa cho chữ gì? Cho động từ is, hay là bổ nghĩa cho danh từ tiếng, hả? Nó bổ nghĩa cho danh từ tiếng, phải không? Important chỉ là adjective mà thôi. Yeah, nó bổ nghĩa cho danh từ tiếng, phải không? Và cái chữ gì bổ nghĩa cho danh từ? Dĩ nhiên là adjective, right? So to remember ở đây, very good. Nó là adjective nha, chứ không phải là adverb. Tại vì nó bổ nghĩa cho danh từ thing, chứ nó không có bổ nghĩa cho động từ is. Okay. Important thing to remember. Phải không nè? Triệu Phú đồng ý không nè? Right. Mình phải coi cái verbal đó nó bổ nghĩa cho cái chữ gì ở trong câu. Ở đây nó bổ nghĩa, cái important không phải là danh từ nha. Important là adjective, most là adjective, important cũng là adjective luôn, chỉ có chữ tiên mới là danh từ. Okay, very good. Now next one. Câu này nha, làm lại. The excited puppy nearly bowled the child over. Cái con chó con á thì nó gì sao ta, gần như là nó cúi đầu chào cái đứa trẻ. Cái chữ nào là verbal? Yeah, excited, phải không? Excited. Yeah. Và nó là cái gì? Nó là noun. Nó là children. Hay là nó là, yeah, nó là past participle, phải không các anh chị? And participle chỉ đóng một vai trò thôi là tính từ, phải không các anh chị? Children một vai trò là danh từ, participle một vai trò là tính từ. So excited nó sẽ là past participle and function is an adjective modified to a noun, puppy. Rồi, các anh chị hiểu rồi. Very good. Ok, câu này nha. Chị coi câu này nha. The dog was too frightened to go to him. Cái con chó thì quá sợ hãi để đi tới cậu ta. Chữ nào trong câu là verbal, nghĩa là không phải là động từ? Yeah, là to go, phải không? Khi mà mình có cái chữ to thì nó dĩ nhiên nó là infinitive. Và infinitive nó đóng ba vai trò nha, các anh chị phải coi chừng nha. Một là noun, hai là adjective, ba là adverb. Và mình muốn biết coi nó đóng vai trò gì, mình phải coi coi nó bổ nghĩa cho chữ gì ở trong câu. Nó bổ nghĩa cho chữ gì ở trong câu? Theo các anh chị hiểu, nó bổ nghĩa cho chữ gì nè, nói đi. Nó bổ nghĩa cho chữ gì? Friend, phải không? Friend. Và friend làm gì ở, friend là loại từ gì ở trong câu? Hả? Friend là loại từ gì? Friend đó.
friend là lỗi từ gì? Không phải là động, was mới là động từ. Okay? Was mới là động từ. Friend, okay? Was mới là động từ. Sau động từ to be sẽ là tính từ. Anh chị nhớ điều này không? Sau động từ to be sẽ là tính từ. Right? And cái to go đây nó sẽ là adverb, phải không? I mean, nó sẽ đóng vai trò làm gì? Hả các anh chị? Nó đâu phải đóng vai trò làm tính từ đâu. Nó đâu phải đóng vai trò làm tính từ đâu. Yeah, nó đóng vai trò làm trạng từ. Phải không các anh chị? Infinitive. Phải không? Infinitive. Right? Tại vì nó bổ nghĩa cho cái tính từ, phải không? Trạng từ cũng bổ nghĩa cho tính từ vậy, phải không các anh chị? Right? Trạng từ cũng bổ nghĩa cho tính từ vậy. Nãy Tiểu My nói rồi, trạng từ nó bổ nghĩa cho ba từ. Thứ nhất là động từ, thứ hai là tính từ và thứ ba là trạng từ nếu có trong câu. Ok, để Tiểu My cho các anh chị thí dụ. I am, he is too tall. Giờ các anh chị function đi. He is a subject, phải không? Is a noun, I mean a verb. Two is an adverb. Đồng ý không nào? And tall is an adjective. Phải không? So cái chữ, right? I sing well. Đây là trạng từ bổ nghĩa cho động từ, phải không? Chữ well là trạng từ bổ nghĩa cho động từ to sing, phải không? Thành ra trạng từ nó bổ nghĩa cho động từ luôn, right? Rồi bây giờ trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ này nha. Yes. Sing, I mean, he sings very well. Phải không? Thành ra chữ very đây cũng là trạng từ, nó bổ nghĩa cho trạng từ luôn, right? Anh các anh chị nhớ nha, không phải trạng từ chỉ bổ nghĩa cho động từ mà thôi, mà nó còn bổ nghĩa cho tính từ và trạng từ luôn. Right? Rồi, bây giờ trở lại bài tập. So, friend ở đây sẽ là tính từ. So, to go ở đây nó là verbal, là động từ giả. Đứng trong câu nó sẽ là verbal, infinitive. Right? And it function as an adverb. Phải không các anh chị? Nó sẽ là trạng từ bổ nghĩa cho cái frightened ở phía trước. Phải không? Đúng rồi Triệu Phú. Ok, trạng từ bổ nghĩa cho ba từ luôn nha, chứ không phải một từ giống như nào giờ mình biết. Ok, anh chị đồng ý không nè? To go ở đây sẽ là trạng từ. Đứng trong câu nó không phải là động từ, mà nó sẽ là verbal. Và nó đóng vai trò làm adverb, it function it and function and function is an adverb modified to the adjective frightened preceded. Okay.
Câu này nha, câu này. Thế chị hiểu rồi phải không? Yes. Cái alarm, alarm, có alarm nó kêu biết xe nào nữa. Bây giờ không phải xe tiểu mi là được rồi. Câu này nha. There are good, I mean there are no good movie to see. So cái nào là verbal, nghĩa là không phải là động từ. Yeah, to see, okay. Nó sẽ là infinitive, right? Nhưng mà nó không phải là động từ, nó là verbal. Nó đóng vai trò gì trong câu? To see infinitive and adjective. Very good. Tại vì nó modify cho cái danh từ ở phía trước là movie, phải không? Nó là adjective, nét dũng. Chỉ có mình muốn be nó cũng đâu có bổ nghĩa cho động từ to be đâu. Phải không? Mình đâu có nói there are to see đâu. Phải không? Make no sense, right? So, dĩ nhiên là nó sẽ bổ nghĩa cho chữ, cho danh từ movie. Và chỉ có một loại từ bổ nghĩa cho danh từ đó là tính từ. Okay. Anh chị hiểu rồi phải không? Coi câu này nha. Câu này. His favorite pastimes is sailing. Nếu là good sailing là children. Và train thì nó đóng vai trò gì trong câu? Nó là now, phải không? Và now là trường hợp này nó là object hay là mình còn gọi nó là subject complement. Okay. Còn gọi nó là subject complement. Subject complement là cái chữ mà nó bổ nghĩa cho cái chủ từ ở phía trước á. Okay. Cái chữ mà nó bổ nghĩa cho cái chủ từ ở phía trước. Thấy không? So time, right? Nên mình gọi nó là subject complement. Okay. Chứ mình không có gọi nó là object. Sao động từ to be không phải là object. Ok, next one. To succeed is not easy. Thành công thì không có dễ dàng. Cái sự thành công đây mình phải dịch là cái sự, tại vì nó không phải là động từ. Phải không các anh chị? Cái sự thành công thì không có dễ dàng. Đấy. Rồi, chữ nào là verbal? Yeah, to succeed. Nó là infinitive, nó là verbal, đóng vai trò làm now. Very good, chứ không phải động từ nữa, right? Diving is a popular Olympic sport. Yeah, diving là children, children là now, phải không? Yeah, chứ không phải là verbal. Okay, now next one.
His goal is to climb Everest. Okay, các anh chị nghĩ sao câu này? To climb, infinitive and adverb. Infinitive đúng rồi đó, okay. Đúng rồi đó. Nó không phải là now. Cái to climb này nó bổ nghĩa cho cái gì? Ở phía trước các anh chị, nó bổ nghĩa cho chữ gì? Okay. Oh, treat me at lunch. Treat me at lunch. Where are you anyway? I mean, where are you living? Where are you living? You know, tới lunch là đói bụng rồi. Okay, answer me this first, okay? Pennsylvania? Đúng không? Ở Pennsylvania hả? Pennsylvania là thuộc ở North, right? You in a North state, right? I'm in a South state. I know, okay? I'm in the central, south central. Ok, rồi làm câu này đi các anh chị. Thường thường á, các anh chị trả lời cho cái động từ to be. Thường thường các anh chị trả lời chữ gì? Chữ what? Chữ how? Chữ where? Chữ when? Hay là chữ why? Cái một cái gột dịch là sao ta? Gột cái dịch câu này sao các anh chị? Cái gì? Cái gột dịch sao? Mục đích hả? Không phải mục đích, mục tiêu hả? Cái mục tiêu của cậu ta là leo cái lên cái ngọn núi Everest, right? Thành ra mình trả lời cho chữ gì? Chữ what? Phải không các anh chị? Phải không? Thường thường mình trả lời cho chữ what, phải không? Right? Là cái gì, phải không? Và thường thường trả lời cho cái gì thì mình dùng cái loại từ gì? Danh từ hay là tính từ hay là trạng từ? Danh từ, phải không? Danh từ. Right? Mục đích của ông cậu ta là gì? So đây sẽ cái to climb ở đây sẽ là now. Không biết không nào? Actually mình phải nói nó là sub là now hoặc là subject complement. Không thể nào là chẳng từ. Sao động từ to be không bao giờ là chẳng từ nha các anh chị? Tại sao? Tại vì động từ to be là linking. Okay. Chẳng từ nó đòi hỏi một cái action verb. Còn linking nó đòi hỏi một cái adjective. Các anh chị coi hai câu này nha, các anh chị đừng có lẫn lộn nha. I play well hay là I play good? Answer me please. Well. Vậy well đây là tính từ hay là chẳng từ? Well là tính từ hay chẳng từ? Answer me. Action hay là linking? Trả lời luôn đi please. Play là action.
So các anh chị thấy rõ ràng không? Action thì nó phải đòi hỏi một cái adverb. Ok, nhớ điều này nhờ. Right. Coi câu này nha. I am good. Right. And good ở đây là adjective hay là adverb? Adjective. Good ở đây là adjective. Lật tự điển đi Linh Chi Cat. Right. So động từ to be nó sẽ là linking, phải không? Phải không các anh chị? So linking nó đòi hỏi một cái adjective. Ok, các anh chị phải thuộc lòng cái này nha. Action thì là adverb, còn linking thì là phải là adjective. Ok. I feel bad hay là I feel badly? I feel bad hay là I feel badly? Yeah, I feel bad. Tại vì nó là linking, phải không các anh chị? Nó là linking. Right? And then mình đòi hỏi một cái adjective là bad, chứ không phải là bad. I taste it. Good, hay là it tastes well. Yeah. Chữ it nha, chứ phải chữ I nha. Yeah. It tastes good. Chứ không phải là well, tại taste nó là linking. Tại sao nó là linking các anh chị? Mình muốn biết nó là linking hay action, mình coi cái chủ từ á, nó có làm được cái hành động đó hay không. Nếu mà nó làm được cái hành động thì nó mới là action. Còn chủ từ mà nó không làm được cái hành động thì nó sẽ là linking. Cái taste này nhiều khi nó vừa là linking, nó vừa là action nữa nha. Ok. Thành ra chữ it ở đây có nghĩa là cái soup hay là cái cơm, nó là đồ vật, phải không các anh chị, là đồ ăn đó. Mà đồ ăn thì nó đâu có cái lưỡi đâu mà nó taste, phải không các anh chị? Right. Cái món ăn đó thì nó ngon, phải không? Cái món ăn nó đâu có cái lưỡi đâu mà nó taste được. Thành ra nếu mà nó không thể taste được, có nghĩa là nó không có làm được cái hành động đó. Thì không làm được hành động đó thì nó sẽ là linking. Ok. Các anh chị coi câu này nha. Taste. This. I take milk to see if it still is the milk, I mean milk, to see if it's still good.
thì cái động từ to taste, taste ở đây nó sẽ là action, phải không các anh chị? Phải không? Right. Tại vì khi mà mình nói là mình taste milk có nghĩa là mình phải le lưỡi mình liếm nó. Ok. Mình phải le lưỡi mình liếm nó rõ. Rõ ràng là mình action mà, right? Thành ra ở đây mình phải biết khi nào nó là action and khi nào nó là linking. Và nếu mà nó action thì nó đòi hỏi một cái adverb trạng từ. Còn nếu mà nó linking thì nó phải đòi hỏi một cái and that's it for today. Các anh chị nắm vững rồi phải không? Khi nào là action, khi nào là linking, khi nào là verbal, khi nào là gerund, khi nào là participle, khi nào là infinitive, right? Khi nào là main verb and khi nào là verbal, right? Chị nắm vững hết trơn rồi phải không? Cái bài verbal. Con chuột này mà để sai là nó cự nữ vậy đó. Anh chị nắm vững cái bài này rồi phải không? Từ đây đến sau đừng có vội vã thấy cái động từ trong câu quảng. Vội vã nói là động từ. Ok. Nắm vững hết rồi phải không? Cái bài verbal. Ok, đại nghĩa dân tộc. Mến chào anh đại nghĩa dân tộc. Rồi, any question before we dismiss? Có câu hỏi gì không trước khi mà mình nghỉ? Nó buồn quá rồi. Anh chị cũng cần đi ngủ khuya quá rồi kìa. Bên Việt Nam 11 giờ 10 rồi phải không? Của tiếng Mi 11 giờ 10 luôn á. You owe me a milk, okay? ACE of spade. Spade, right? 8 giờ, 8 giờ, 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày từ thứ hai tới thứ năm. Thứ hai thứ ba thì học grammar. Thứ tư thứ năm thì học basic English. Có nghĩa là học nói, học đọc, học viết, học ăn, học uống. Học nghĩa là cái gì mà nó dễ dễ đó, không ăn uống rồi nói rồi này kia dễ dễ thì vô học với Tiểu My thứ tư thứ năm. Ok. I don't like the American food. Bún bò Huế. Học chơi năm bảy. Ok, I'll see you tomorrow. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác một ngày một đêm bình an vui vẻ. And chúc gặp các anh chị ngày mai nha. Okay. In the same room and at the same time. It is 8 p.m. Việt Nam time. Okay. Okay. Yeah, I'll see you tomorrow. Cảm ơn các anh chị.